Từ giữa thập niên 80, Trường Lộc đã là một thương hiệu quen thuộc của khách hàng có nhu cầu sử dụng máy phát điện diesel. Qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, công ty cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm máy phát điện tốt nhất. Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc là đơn vị phân phối các dòng máy phát điện của các hãng nổi tiếng trên. Umin Power Generation của Anh Quốc, máy phát điện Daniel của Nhật Bản, Kohler của Singapore và Mỹ. Với tầm nhìn chiến lược là sản xuất những sản phẩm đạt chất lượng cao, phù hợp theo yêu cầu của khách hàng và sự phát triển của xã hội. Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc đã hợp tác với các hãng sản xuất động cơ diesel nổi tiếng trên thế giới như Cummins, Daewoo Doosan của Hàn Quốc, Mitsubishi của Nhật Bản, Perkins của Anh Quốc, Iveco của Italia, Dust của Đức, John Deere của Mỹ, hãng đầu phát Sanford và McAnte của Italia, Crompton của Ấn Độ để sản xuất máy phát điện mang nhãn hiệu Trường Lộc Power đã lưu hành trên toàn quốc. Với nhà máy sản xuất lắp ráp máy phát điện rộng 10.000 m2 tọa lạc trên lô đất 2 Quốc Oai, Hà Nội, sử dụng công nghệ điều khiển thông minh và hiện đại nhất như CNC, dây chuyền sơn tĩnh điện và các thiết bị kiểm tra với bộ chuyển động tự động ATS có thể kết nối với máy vi tính và thực hiện điều khiển từ xa. Dòng máy phát điện Trường Lộc Power vượt qua các yêu cầu nghiêm ngặt của tiêu chuẩn về điện, động lực và tiêu chuẩn về khí thải của Việt Nam và quốc tế. Tiêu chuẩn FPA của Mỹ, tiêu chuẩn CARB, Trường Lộc đã chính thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để đưa ra những sản phẩm đạt chất lượng cao đến với khách hàng. Máy phát điện Trường Lộc Power đã nhận được huy chương vàng hội chợ triển lãm quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam năm 2009, cúp vàng sản phẩm và dịch vụ xuất sắc năm 2009. Thương hiệu máy phát điện Trường Lộc Power đã chiếm được niềm tin của khách hàng bằng chất lượng đa dạng về mẫu mã, đẹp về hình thức, an toàn, bảo vệ môi trường và phù hợp với từng mục đích sử dụng như chung cư, khách sạn, văn phòng. Ngoài ra, điện có công suất từ 10 kV A đến 2500 kV A với phương châm luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, gắn liền với những dịch vụ tiện lợi cho khách hàng, tư vấn miễn phí về giải pháp kỹ thuật trước khi bán hàng, bán cho khách hàng giải pháp kỹ thuật tối ưu hiệu quả nhất, cung cấp cho khách hàng dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhất. Trường Lộc luôn tự hào đóng góp một phần vào vụ và dự phòng các sự kiện trọng đại như hội nghị các nước nói tiếng Pháp SEA Games, APEC và các hoạt động văn hóa, thể thao, chính trị lớn của đất nước. Trường Lộc chúng tôi là một công ty chuyên cung cấp điện mang thương hiệu TL Bauer. Trong thời gian qua, sản phẩm TL Bauer được nhiều người trong nước tin dùng và hướng tới của Trường Lộc chúng tôi trong những năm tới là xuất khẩu cái sản phẩm mang thương hiệu TL Bauer ra các nước trên thế giới. Nhân dịp năm mới, Trường Lộc xin kính chúc quý khách hàng và khán giả xem truyền hình một năm mới an khang thịnh vượng.